Movita 30 đầu. Con này xe thùng 2021 siêu lướt nha các bạn. Biển số đẹp 67B233737. Con này rất là cọp, rất là đẹp. Nói chung là khách xài kỹ. Movita 30 đầu, xe thùng siêu lướt. Con này là khách xài rất là kỹ nha mọi người, nên nó rất là đẹp. Con này giá bán có kèm cà phê biển số đẹp. Cái này trước tiên là mình sẽ nói rõ chuyện này nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai là con này mình đã kiểm tra đầy đủ là xe thùng full sổ sách, giấy khai xanh, áo chùm xe, áo chùm bô còn đầy đủ hết, kiếng zin. Nói chung là chuẩn xe thùng mà khách thì cũng rất là ít chạy. Còn biển này thì nếu mà ông nào nói bấm hên có thì tôi cũng lại. Tại vì cái này tôi nhìn vô là biết là biển công chuyện rồi. Biển nói chung là có cà phê cà pháo mới có, chứ không có được biển đó. Còn xe này á, là thùng lướt. Mình đã kiểm tra đầu nồi đồ, đầu ốc đồ đầy đủ nghiêm chỉnh. Thì cam kết xe thùng 100%. Còn các bạn muốn xe thùng chưa chạy thì bên đây mình cũng còn con Movita 30 đầu, số Ningo 3753. Con bên này là 3146. Mình còn hai con thùng, một con thùng bản Movita với một con thùng bản thường ở trong nhà nữa. Còn con này là thùng lướt nha các bạn. Con này thùng lướt nhưng mà mình có coi rồi thì xe này lướt chưa quá 3000 cây, nhưng mà mình khi mình vệ sinh xe rồi xong hết trơn thì thú thật với các bạn, nó đẹp chuẩn như cái xe thùng mình đang có như thế này nè. Nên mình có mo cái đồng hồ về xe thùng luôn. Thì cái này là mình mua bán có sao mình nói vậy. Mình có mo cái đồng hồ về xe thùng luôn để cho nó chuẩn đẹp cho anh em chơi. Còn mình bán, mình nói rõ xe này là xe thùng lướt và đang đeo biển số đẹp. Giá bán có kèm cà phê biển số đẹp. Và thú thật với các bạn là xe tuy rằng là đã chạy lướt nhưng nó vẫn mắc hơn cái xe thùng bên kia 50 triệu. Còn anh em có nhu cầu xe thùng chưa sử dụng thì đây, con này giá mình có niêm yết trên bài. Con này nó vẫn mắc hơn con kia 4 đến 50 triệu, là lý do là nó có cái biển số các bạn. Cái xe thùng xe cọp mà nó đeo cái biển số đẹp nữa thì nó giá trị nó rất là nhiều. Còn anh em nào mà không có đam mê số đẹp, không có hiểu thì thôi bỏ qua chiếc xe này đi. Mình cứ chơi cái xe thùng, cứ chơi xe thùng về bấm số. Rồi khi các bạn cầm 500 mấy chục triệu, các bạn đi mua chiếc xe về, các bạn bấm ra một cái biển số xấu quắc rồi đó, thì cái cảm giác các bạn lúc đó mới hiểu là thay vì lúc đó mình bỏ thêm 40-50 triệu nữa mình mua cái xe này có cái biển số đẹp luôn, quá tuyệt vời. Thì lúc đó nó muộn rồi. Cái này là kinh nghiệm xương máu của mình thôi, mình đã đóng học phí cái môn này rồi. Thì mình cũng chia sẻ với anh em vậy thôi. Để mình quay cái clip này, mình cố tình mình dựng cái xe thùng kế bên là để mình cũng nói rõ cho anh em hiểu chuyện đó thôi. Mình cũng còn một con này mà biển 67 36677, thì con đó mình đã bán rồi nha mọi người. Con đó mình đăng lên, mình đã chốt bán cho khách luôn rồi. Nên mình chỉ quay con này thôi. Mình chỉ quay con 67B233737. Biển số này khá đẹp, 33737. Số giống như số ông trời vậy hả? Hai ông trời con. Nói cho vui thôi nha mọi người. Nói theo góc độ số sim điện thoại phong thủy đó. Còn mình thì mình chỉ thích số đẹp thôi. Biển như vậy thì được gọi là biển số đẹp rồi đó. Tại vì biển này đó, cái giá trị nó ngang ngửa với cù lũ à. Biển cù lũ á, biển cù lũ lên á. Chứ biển cù lũ mà cù lũ xuống thì cũng không đẹp, cù lũ mà cù lũ lên thì mới đẹp. Còn xe này cái chất nó như xe thùng, chỉ lướt có khoảng 3.000-4.000 cây gì đó,
thì nó không có đáng là cái gì hết trơn mọi người, chẳng qua người ta chạy vô đây dùm cho các bạn thôi. Còn anh em nếu mà cảm thấy xe này giá nó nhỉnh hơn con xe thùng mà 40-50 triệu gì đó thì thôi mình mua, cứ mua xe thùng. Thì cái đó cửa hàng cũng có đủ sản phẩm cho các bạn, đủ xe cộ cho các bạn chơi. Còn cái xe ở giữa này thì mình cố tình mình dựng để cho phân biệt hai cái xe dây dắt motor xa xa nhau thôi, với lại dựng cho nó đẹp thôi. Thì con này là 2x2 hải quan chính ngạch á, mình dựng lên xe thùng mà mình độ full tùm lum tà lá chứ rồi, độ giết giờ hết biết nó là cái gì luôn hả. Nói chung là mình cũng độ mình chưng cửa hàng chơi thôi, bây giờ mình không có nặng nhẹ cái chuyện lấy biển số gì nữa. Nói chung cái xe như này nè mà mình dám mua cái xác xe, xác xe là 2x2 hải quan chính ngạch máy ghim, mình độ mình vô 4 món ăn chơi rồi độ full chiếc xe luôn, tổng giá trị chiếc xe ngày hôm nay là khoảng 800 mấy 900 triệu. Mình chấp nhận chi một cái tiền mua cái biển số ngũ quý chính 1 tỷ, nếu anh em nào gắn được cho mình rất là cảm ơn. Tại vì bản thân tôi chi 1 tỷ, tôi thi 2 lần ngũ chính tôi gớt cho 2 lần. Nên đừng bao giờ nghĩ mình có tiền là mình mua gì cũng được, sai. Riêng biển số xe đẹp không phải, bạn có tiền nhiều bạn mua gái được, tôi dám chắc với các bạn. Nhưng mà biển số xe đẹp thì không chấp. Tại vì tôi thấm xương máu cái chuyện này dữ lắm. Nói chung là tôi đắm đuối với cái vụ biển số này lắm, tôi hiểu lắm. Cái này mình chia sẻ với anh em chơi thôi nha. Rồi trở lại vấn đề. Con này là Movista thùng 30 đầu 2021. Xe ghim chưa có vô 4 món chơi nha mọi người. Giá bán có kèm cà phê biển số đẹp. Rồi anh em cân nhắc cảm thấy hợp nhãn, hợp túi tiền thì cứ liên hệ bên cửa hàng nha. Còn bên mình thì xe thùng cũng có, xe lướt cũng có, xe biển đẹp cũng có, xe biển số VIP cũng có, xe biển số VIP trên xe cọp mình cũng có. Nên anh em cứ thích cái gì cứ liên hệ bên cửa hàng sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các bạn tối đa. Tại vì mình cũng là người chơi xe, mình cũng là người mê xe. Rồi sẵn rồi mình quay luôn con này. Con này là Movista thùng 30 đầu, số xe ghi là 3753. Con này mình đang bán giá cũng rất là dễ chịu. Nói chung là không biết nói sao nhưng mà có thể nói là rẻ nhất miền Tây. Nói vậy đi cho nó gọn. Rẻ nhất miền Tây thì chắc chắn rẻ hơn Sài Gòn, cái đó là mình cam kết với các bạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình đi về là đi về nguyên lô 12 xe một công. Nên số của mình là số ghim chứ không có chơi số CNC. Còn nhiều xe anh em chơi nhiều khi khách hàng mình không biết chúng nhầm mấy xe số CNC nên giá có thể rẻ hơn 20, 30, 40, 50. Thì cái đó mình không biết, tại vì chén cơm của người ta tôi cũng xen vô kỳ lắm. Nói chung là cái đó cuộc sống của người ta, mình chỉ đứng mình chỉ nói chuyện ở góc độ của cửa hàng của mình thôi. Anh em quý mến tin tưởng thì ủng hộ bên HK Team thì mình rất cảm ơn. Còn bên mình thì mua bán có sao nói vậy, cho nó dễ chơi. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip nha. Con này nhắc lại lần cuối cùng nha, 67B2-337-37, giá bán có kèm cà phê biển số. Con này thùng Movista 2021 chạy lướt, mình bao với anh em là chưa quá 3.000 cây. Chất xe rất đẹp, vỏ zin còn ga gió đầy đủ hết. Nói chung xe rất là đẹp như một cái xe thùng luôn. Tại vì mình thấy cái này là anh chủ anh chạy rất là kỹ, kể cả bộ áo này anh cũng đã dán tem trong anh chùm lại rồi luôn, rất đẹp bộ áo zin á. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip nha.